các biến chứng thai sản là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Thống kê trên thế giới cho thấy có hơn 500.000 phụ nữ tử vong hàng năm do các nguyên nhân liên quan tới thai nghén và sinh nở. Trong đó, hiện tượng tiền sản giật là một trong những biến chứng sản khoa thường gặp với khoảng 5-8% thai phụ và là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây tử vong cho khoảng 17% bà mẹ. Vậy biến chứng của tiền sản giật nguy hiểm như nào đối với sức khỏe của mẹ và thai nhi? Hãy tìm hiểu ngay những điều sau nhé! 1. Thai nhi tăng trưởng chậm. Bệnh lý này ảnh hưởng đến động mạch mang máu đến nhau thai. Khi nhau thai không nhận đủ lượng máu cần thiết, thai nhi sẽ không được cung cấp đủ máu, oxy và chất dinh dưỡng. Đây là nguyên nhân khiến em bé chậm tăng trưởng, trở nên nhẹ cân và suy dinh dưỡng lúc chào đời. 2. Sinh non. Nếu bạn bị ở mức độ nghiêm trọng, có thể bác sĩ sẽ chỉ định bạn sinh sớm để tránh nguy hiểm cho hai mẹ con. Tuy nhiên, sinh non sẽ khiến em bé gặp phải các vấn đề về sức khỏe như suy giảm hệ miễn dịch, hệ hô hấp, các cơ quan khác bị tổn thương. 3. Do bong non. Tiền sản giật làm tăng nguy cơ vỡ nhau thai, tình trạng nhau thai tách ra khỏi thành trong của tử cung trước khi sinh. Nhau thai bị vỡ có thể gây chảy máu nặng, đe dọa tính mạng cả hai mẹ con. 4. Hội chứng HELLP. HELLP là hiện tượng tan máu, phá hủy các tế bào hồng cầu, men gan cao và số lượng tiểu cầu thấp. Đây là biến chứng tiền sản giật nặng, xuất hiện ở 4-12% mẹ bầu, nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và bé. Các triệu chứng của hội chứng HELLP bao gồm buồn nôn và nôn, đau đầu, đau bụng bên trên bên phải. Hội chứng HELLP đặc biệt nguy hiểm gây tổn thương nghiêm trọng một số hệ thống cơ quan khác. 5. Sản giật. Khi không được kiểm soát, biến chứng sản giật, tiền sản giật cộng với co giật có khả năng xảy ra. Sản giật được xem là một trong những tai biến sản khoa gây tử vong hàng đầu cho mẹ và bé. Vì thế, ngay khi xuất hiện các dấu hiệu sản giật, động kinh, đau bụng, bất tỉnh, bác sĩ cần can thiệp ngay bất kể đang ở tuần thứ bao nhiêu của thai kỳ. 6. Tổn thương các cơ quan khác. Bệnh tiền sản giật khi mang bầu có thể gây tổn thương thận, gan, phổi, tim, mắt. Bên cạnh đó, nó còn dễ gây đột quỵ hoặc chấn thương não. Mức độ gây tổn thương cho các cơ quan phụ thuộc vào độ nghiêm trọng của bệnh. 7. Bệnh tim mạch. Căn bệnh này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và mạch máu cho sản phụ trong tương lai. Nguy cơ thậm chí còn lớn hơn nếu bạn bị vấn đề này nhiều lần hoặc sinh non. Để giảm thiểu rủi ro này, sau khi sinh, bạn hãy cố gắng duy trì cân nặng lý tưởng, ăn nhiều trái cây và rau quả, tập thể dục thường xuyên và không hút thuốc lá. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ đã có thêm thông tin để có hiểu biết chính xác hơn về những biến chứng nguy hiểm mà bệnh lý tiền sản giật có thể gây ra. Hãy quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân để có một thai kỳ khỏe mạnh nhé!